Trên thế giới, máy bay Nepal rơi khi cất cánh, 19 người thiệt mạng. Liberia cân nhắc rời đô vì lũ lụt. Mật vụ Mỹ khuyến cáo ông Trump không tổ chức vận động tranh cử ngoài trời. Nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi đơn luận tội bà Harris. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ nhận hối lộ, tình nghi gián điệp. Tại Việt Nam, giải cứu 39 người Việt từ Campuchia, có 3 trẻ em trong nhóm. Người dân đảo Lý Sơn được hỗ trợ 15 triệu đồng để hỏa táng khi qua đời. Tại Sơn La, sạt lở khiến cho 8 người tử vong và mất tích, một bản bị cô lập hoàn toàn. Hơn 60 xe máy trong chung cư mini chìm trong biển nước. Tại Hà Nội, mưa lớn kéo sập biệt thự, người dân chạy lũ trong đêm. Chèo thuyền nan dùng cây tre để cứu người trước dòng nước dữ. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 24 tháng 7 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành. Và sau đây sẽ là các thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Máy bay Nepal rơi khi cất cánh khiến 19 người thiệt mạng. Thưa quý vị, máy bay chở khách hạng nhỏ của hãng Surya Airlines ở Nepal đã bất ngờ trượt đường băng và rơi khi đang cất cánh từ sân bay quốc tế Chibuvan ở thủ đô Kathmandu lúc 12 giờ 30 phút giờ Hà Nội vào ngày hôm nay ngày 24 tháng 7. Từ hình ảnh của trạm không lưu công bố, máy bay nhanh chóng lao tự do xuống đất, thân máy bay bị vỡ toang, xác máy bay nằm rải rác khắp một con mương bên cạnh sân bay. Lính cứu hỏa cố dập tắt đám cháy và cột khói đen dày đặc bốc lên không trung. Ngay lập tức, đội cứu hộ đã triển khai cứu nạn, nhưng 18 người thiệt mạng và chỉ phi công là sống sót. Sau gần 3 tiếng chạy chữa nhưng vì đa chấn thương quá nặng, bệnh viện cho biết phi công đã tử vong. Chiếc máy bay chở 19 người xấu số thuộc dòng Mitsubishi CRJ-200 được phép chở tối đa là 50 hành khách. Sân bay quốc tế Chibuvan đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn. Liberia cân nhắc rời đô vì lũ lụt. Thưa quý vị, suốt nhiều năm liền hứng chịu những mùa lũ lụt nghiêm trọng của Liberia, một quốc gia nhỏ nghèo nhất khu vực phía Tây châu Phi, đã khiến cho các nhà lập pháp nảy ra ý tưởng di rời thủ đô Monrovia. Cơ quan quản lý thảm họa Liberia đã nêu ra lý do, lập luận rằng những cơn lũ quét do mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 đã khiến cho gần 50.000 người bị cô lập, rơi vào tình trạng cần cứu trợ khẩn cấp, và con số này có chiều hướng tăng mạnh qua từng năm. Thủ đô Monrovia là nơi sinh sống của hơn 1,5 triệu người, với mật độ cư dân đông đúc nằm cạnh bờ biển Đại Tây Dương, dễ bị lũ lụt dai dẳng ảnh hưởng nặng nề nhất. Một phần là do tình trạng quá tải dân số, hệ thống thoát nước kém và thiếu quy định về xây dựng. Đây là một ý tưởng hay vì thủ đô hiện tại của chúng tôi đang rất hỗn loạn, một tài xế xe máy ở thủ đô nói với đài AFP. Rác và chất thải tràn lan khắp thành phố, khi trời đổ mưa thì ngập ở mọi ngóc ngách. Nhưng với một thành phố mới, mọi thứ sẽ được quy hoạch tốt, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Một số cư dân khác thì tỏ ra do dự và cho rằng chính phủ nên ưu tiên cải thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết đói nghèo trước khi tìm kiếm thủ đô mới. Bộ Công chính Liberia tuyên bố sẽ xem xét cẩn thận đề xuất dù rất muốn thực thi kế hoạch, nhưng vẫn chưa đưa ra địa điểm di rời chính xác và bất kỳ quyết định nào cũng sẽ phụ thuộc vào tính khả thi về mặt kinh tế. Mật vụ Mỹ khuyến cáo ông Trump không tổ chức vận động tranh cử ngoài trời. Washington Post dẫn các nguồn tin cho hay, sau vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, các đặc vụ của Sở Mật vụ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về sự an toàn của ông và khuyến cáo nhóm vận động tranh cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa phải tránh các cuộc vận động quy mô lớn ngoài trời và tập trung đông người. Tuy nhiên, các cuộc vận động tranh cử ngoài trời thường chiếm ít nhất là 70% tổng số buổi vận động trong suốt cuộc đua tổng thống trong lịch sử Mỹ, vì đây vốn là cơ hội để các ứng viên tiếp xúc gần gũi với lượng lớn cử tri nhằm thuyết phục họ bỏ phiếu ủng hộ. Ông Trump đã tổ chức hàng trăm cuộc vận động tranh cử ngoài trời từ trước tới nay. Các sự kiện thường được tổ chức tại các sân bay, khu hội chợ, sân vận động bóng đá, bóng chày hoặc các địa điểm lớn khác. Dẫu vậy thì nhóm của ông Trump hiện đang tìm kiếm các địa điểm trong nhà. Hiện tại họ không lên kế hoạch cho bất kỳ sự kiện lớn ngoài trời nào vì an toàn của cựu tổng thống sẽ được đặt lên trên hết. Nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi đơn luận tội bà Harris. Vào ngày 23 tháng 7, dân biểu Cộng hòa từ tiểu bang Tennessee, ông Andy Ollis đã đệ trình các điều khoản luận tội phó tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris lên Quốc hội.
Theo báo The Hill, bản đệ trình mới của ông Ellis sẽ mở rộng các điều khoản luận tội được công bố vào năm 2023, vốn nhằm vào cách giải quyết vấn đề nhập cư của Phó Tổng thống. Ông đã thêm các cáo buộc rằng bà Harris che đậy tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Điều này đã vi phạm lòng tin của công chúng. Vị dân biểu này cũng nhận định ông Biden đã không còn đủ minh tuệ để điều hành nước Mỹ. Cùng ngày, ông Ellis cũng kêu gọi Phó Tổng thống Harris vận dụng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp nhắm vào Tổng thống Biden vì lý do sức khỏe của ông. Nếu được thực hiện, điều này sẽ khiến bà Harris trở thành quyền Tổng thống. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ nhận hối lộ, tình nghi là gián điệp. Vào ngày 23 tháng 7, ông Robert Menendez, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết sẽ từ chức khỏi Quốc hội Hoa Kỳ vào cuối tháng 8. Quyết định này được công bố sau khi ông bị tòa phán 16 tội danh tham nhũng, bao gồm hối lộ, tống tiền, hoạt động như một điệp viên cho chính phủ Ai Cập và Qatar. Dự kiến ông sẽ bị kết án vào ngày 29 tháng 10. Đáng chú ý là những người đe dọa buộc ông Menendez mau chóng từ chức được dẫn đầu bởi một số đồng minh thân cận nhất trong Đảng Dân Chủ của ông. Vị trí Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, một trong những chiếc ghế quyền lực và uy tín nhất Quốc hội Hoa Kỳ, sẽ trở thành trọng tâm cạnh tranh của Thượng nghị sĩ hai đảng song hành với cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris. Tờ New York Times đưa tin, việc đợi đến tháng 8 mới từ chức cho phép vị cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nhận thêm một tháng lương và tiền bảo hiểm y tế và một số nhỏ tiền trợ cấp khác được coi là nguồn thu nhập quan trọng vào thời điểm tài chính của ông bị FBI đóng băng và vợ của ông đang phải điều trị ung thư. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với các thông tin tại Việt Nam, giải cứu 39 người Việt từ Campuchia, có 3 trẻ em trong nhóm. Vào ngày hôm nay ngày 24 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận 39 người Việt Nam được phía Campuchia bàn giao, có 30 nam, 9 nữ, trong đó có 3 trẻ em thuộc 22 tỉnh thành. Theo Ban Chỉ huy đồn biên phòng, sau khi xác minh, đã phát hiện 4 người ở Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên và Yên Bái là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong nhóm người vừa tiếp nhận có một người đang bị công an tỉnh Bạc Liêu truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng có một người liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do công an thành phố Thanh Hóa thụ lý. Các nạn nhân hiện đang được xác minh để đưa trở về với gia đình. Người dân đảo Lý Sơn được hỗ trợ 15 triệu đồng để hỏa táng khi qua đời. Từ ngày 2 tháng 8 tới đây, thưa quý vị, người dân sinh sống tại huyện đảo Lý Sơn sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng một trường hợp cho việc vận chuyển thi hài và chi phí hỏa táng. Ngoài Lý Sơn, các huyện miền núi Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ, nếu gia đình chọn hỏa táng người thân qua đời, sẽ được hỗ trợ 13 triệu đồng một trường hợp. Đối với thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện Đồng Bằng sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng một trường hợp. Quyết định này đưa ra để khuyến khích người dân thay đổi tập tục mai táng người thân mà lâu nay là chôn cất. Hiện Quảng Ngãi chưa có cơ sở hỏa táng nên người quá cố thường được đưa ra Đà Nẵng để hỏa táng. Vì vậy, việc hỗ trợ này sẽ kéo dài cho đến khi tỉnh có cơ sở hỏa táng đi vào hoạt động. Tại huyện Lý Sơn có khoảng 18.000 ngôi mộ nằm rải rác ở khắp đảo, có diện tích chỉ 10 km2. Từ đồng ruộng cho đến khu dân cư, đâu đâu cũng thấy mồ mả. Việc này ảnh hưởng lớn đến việc phát triển du lịch, dịch vụ của đảo Lý Sơn. Mục tiêu đến năm 2045, huyện Lý Sơn sẽ quy tập toàn bộ mồ mả về nghĩa địa tập trung và thay đổi tập tục cải táng người thân từ chôn cất sang hỏa táng. Tiếp theo, kính mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về thiệt hại do mưa bão số 2 vừa qua. Tại Sơn La, sạt lở khiến cho 8 người tử vong và mất tích, một bản bị cô lập hoàn toàn. Lãnh đạo huyện Mai Sơn, Sơn La cho hay, thiệt hại do mưa lũ rất lớn, hiện chưa thể thống kê hết. Mưa liên tục, nước ở trên núi ào ào đổ xuống khu dân cư. Tính riêng đến trưa ngày hôm nay thì tại huyện đã ghi nhận 3 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích. Bản Pa Hốc, nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đang bị cô lập hoàn toàn nên chưa tiếp cận được. Một số cầu treo tại các bản thì bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, huyện Thuận Châu, một phụ nữ ở bản Ít Cang, xã Triềng Bôm cũng đã mất tích trong mưa lũ. Như vậy, đã có 8 người thiệt mạng, mất tích trong mưa lũ ngày qua ở tỉnh này. Tại thành phố Sơn La vào đêm qua, các trục đường chính nước chảy như thác tràn vào nhà dân. Các nhóm cứu hộ bám theo dây thừng đến từng nhà để hỗ trợ sơ tán người và tài sản.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão đã tan ở Đông Bắc Bộ vào chiều ngày hôm qua, tuy nhiên gây mưa lớn trên khắp miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội, với lượng mưa có nơi lên tới 330mm. Cũng chính vì vậy, hơn 60 xe máy trong chung cư mini chìm trong biển nước. Vào sáng ngày hôm nay, mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi hình ảnh một hầm chung cư mini ở Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nước dâng cao cả mét, khoảng 60-70 chiếc xe máy bị nhấn chìm. Lãnh đạo xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, một số khu vực như đường 25m, phố Triều Khúc đã xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Nước ngập sâu khiến cho tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Riêng tại căn chung cư bị ngập nước được nhắc đến thì trong sáng nay, nhiều người đã phải bơi trong hầm để xe để tìm phương tiện đưa ra ngoài mang đi sửa. Người dân đã tự đưa được 15 chiếc xe máy ra khỏi hầm chung cư, tuy nhiên dưới hầm vẫn còn khoảng 50 chiếc xe máy khác. Hiện nhiều người không dám xuống lấy tiếp vì lo có điện rò rỉ gây nguy hiểm tới tính mạng. Không chỉ thiệt hại về tài sản, mưa lớn cũng đã gây mất mát về người. Vào tối ngày hôm qua ngày 23 tháng 7, một người đàn ông điều khiển xe máy đi qua đoạn ngầm tràn suối Vai Trại ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã không may bị nước lũ cuốn trôi và tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, người dân đã ngăn cản nhưng người đàn ông vẫn cố đi qua đoạn nước chảy mạnh. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã đặt biển cảnh báo tại đây nhưng người này vẫn chủ quan dẫn tới sự việc đáng tiếc. Cũng tại Hà Nội, mưa lớn kéo sập biệt thự, người dân chạy lũ trong đêm. Vào ngày hôm nay ngày 24 tháng 7, ông Đinh Ngọc Sơn, chủ tịch xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, thông tin về vụ việc một nhà dân bị sập xảy ra tại đây. Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 7 người đang ngủ thì nghe có tiếng rung lắc, vữa ở trên tường bong chóc và rơi lả tả xuống. Thấy hiện tượng lạ, những người trong nhà đã hô hoán nhau để tháo chạy. Chỉ trong phút chốc thì căn biệt thự bỗng đổ sập. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngôi nhà bị trượt do đất đồi lở chứ không phải đổ từ trên xuống nên những người trong nhà đã kịp thoát ra ngoài. Căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn một năm, tuy nhiên mấy ngày qua do ảnh hưởng của mưa nhiều, nền đất sụt lún đã kéo đổ sập căn biệt thự này. Mưa lũ lớn trong đêm, loa phát thanh ở làng Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ đã liên tục phát đi thông báo mực nước sông Bùi đang lên, người dân khẩn trương di dời đồ đạc lên cao để đảm bảo an toàn. Hơn 100 hộ dân phải di tản người, đồ đạc ngay trong đêm. Một số người già, trẻ nhỏ được đưa lên xe máy, xuồng, chuyển đến trường Trung học cơ sở Xuân Mai B, cách làng 500m tạm trú. Mặc dù từ 8 đến 9 giờ sáng mưa đã tạnh, nhưng nhiều khu vực ngoại thành và cả nội thành Hà Nội cũng vẫn ngập lụt sâu, nhiều tuyến đường tắc nghẽn, giao thông kẹt cứng. Một số đoạn ngập từ 30 đến 90cm, các phương tiện ô tô, xe máy không thể di chuyển. Không ít phương tiện do cố tình di chuyển đã bị chết máy, nằm giữa dòng nước sâu. Tại các cửa hàng, xe máy ghi nhận cảnh người dân xếp hàng để chờ sửa chữa do xe chết máy. Cảnh báo Hà Nội tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, lũ trên sông Tích qua Thạch Thất và Quốc Oai tiếp tục lên, có thể vượt mức báo động 1 từ 30 đến 40cm. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và ven sông, khu đô thị. Quý vị thân mến, ngoài những hình ảnh chật vật của người dân để ứng phó với lũ lụt, mưa lớn, thì trong đó chúng ta cũng nhìn thấy tình người trong hoạn nạn, như những câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể dưới đây. Vào sáng ngày hôm qua ngày 23 tháng 7, ba cháu nhỏ ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái đã rủ nhau xuống khu vực Ngòi Thia chơi và tắm. Khi đang chơi giữa dòng thì lũ ở thượng nguồn bất ngờ đổ về đã cuốn trôi hai cháu bé 5 tuổi và 7 tuổi. Rất may rằng lúc này ông Kiều Văn Dương ở thôn An Thịnh, xã An Thịnh vừa đi sát gạo về thì nghe có tiếng chi hô. Ngay lập tức ông đã trèo thuyền nan để vượt lũ, bơi ra cứu hai cháu. Hành động can đảm của ông Dương đã cứu sống được hai cháu nhỏ trước dòng nước lũ. Còn tại xã Nam Ca, huyện Lắc, Đắk Lắk, bốn người dân khi đi qua sông Krông Nô đã cứu sống được một bé gái 11 tuổi đang chơi vơi ở giữa dòng. Theo đó, cả nhóm người sau khi nghe tiếng kêu cứu đã lấy một cây tre dài đưa đến vị trí của cháu bé bị trôi để cháu nắm lấy và cùng nhau kéo đưa cháu vào bờ an toàn. Sau đó, bé gái được trở về trạm y tế xã để kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và được gia đình đưa về nhà. Quý vị thân mến, sau buổi đầu tiên của chuyên mục Quý vị hỏi Khỏe tự nhiên trả lời thì Khỏe tự nhiên đã nhận được cơn mưa comment với hơn 250 bình luận và vẫn có rất nhiều quý vị đang tâm huyết viết tiếp comment tri ân. Có rất nhiều lời bình luận cho thấy rằng nhiều khán giả vẫn lặng lẽ theo dõi các chương trình trên kênh Khỏe tự nhiên từ khi mới thành lập, đặc biệt là thời điểm khi đại dịch virus corona hay còn gọi là Covid-19 mới bùng phát.
Nói đến đây, hẳn có nhiều kỷ niệm lại ùa về đối với rất nhiều người phải không ạ? Những ngày cách ly thiếu thốn đủ thứ. Và quay trở lại với chủ đề quý vị hỏi Khỏe Tự Nhiên trả lời. Như đã hứa, tối ngày hôm nay Khỏe Tự Nhiên sẽ chọn một câu hỏi và cho Nguyên Ngọc hỏi quý vị có nickname Sanchu Sanchu có đang xem video ngày hôm nay không ạ? Nếu đang xem thì quý vị cũng bình luận cho Nguyên Ngọc biết quý vị nhé. Và câu hỏi như sau ạ. Xin chương trình cho biết vài loại thực phẩm tốt cho gan và thận. Thực phẩm bây giờ ô nhiễm các loại thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất khiến cho gan, thận không đào thải kịp nữa rồi. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của quý vị và câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi này. Trước hết, chúng ta hãy tìm cho mình một nguồn thực phẩm ít nguy cơ ô nhiễm hóa chất nhất, đặc biệt là thuốc sâu, hóa chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh, vân vân. Hãy chặn nguồn độc hại từ đầu vào bằng cách tìm chọn những người chăn nuôi trồng trọt, chế biến có tâm, người bán, nơi bán có uy tín, có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc và chứng nhận sản phẩm. Tiếp đó là một số phương pháp giúp cho cơ thể thải độc và chữa lành. Các loại rau củ quả tươi, rau xanh là vô cùng cần thiết. Theo Trung y, thực phẩm màu đen tốt cho thận. Quý vị có thể ăn đậu đen, hạt vừng, mè đen, tỏi đen. Cả ba đều giúp bổ thận, ngăn ngừa thiếu máu, cải thiện tình trạng suy nhược chân tay, giảm chóng mặt. Một số rau xanh rất tốt cho thận như là rau hẹ. Chúng ta có thể làm những món trứng chiên với hẹ, chiên đậu, làm nhân bánh bao. Hẹ là một dược liệu rất tốt, ví dụ như là ăn trứng tráng với hẹ có thể cải thiện tình trạng đau bụng do lạnh. Hẹ thêm vào tôm chiên trứng có thể thông sữa cho mẹ đang cho con bú. Còn đối với gan, một số loại thực phẩm rất sẵn như là nghệ, bưởi. Ngoài ăn uống thì hãy lưu ý là năng tập thể dục, không nên thức khuya, hạn chế đồ uống công nghiệp, đồ uống có cồn, tập thói quen hít thở sâu. Khỏe Tự Nhiên có một số video về dưỡng gan thận và chúng tôi sẽ gắn link để quý vị tiện theo dõi. Và không biết rằng câu trả lời này đã giúp giải đáp thắc mắc của quý vị chưa ạ? Và quý vị còn muốn đặt câu hỏi gì nữa hay là comment ở dưới video này cho chúng tôi biết quý vị nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.